Vâng, Tây Audio xin kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với clip của ngày hôm nay, Tây Audio đang thực hiện để kiểm tra lại 4 chiếc loa bass 40 từ 22K100 đời tem đen với model 2226HBL. Trước khi gửi tới cho anh Hiệp có địa chỉ thuộc Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, anh đã sở hữu 4 chiếc với những model bass cao cấp đời model là HBL. Mọi nhu cầu để sở hữu những chiếc loa bass rời hay hoặc những chiếc kèn rời hoặc những cặp loa phun đôi phun đơn, những dòng 2 đường tiếng, 3 đường tiếng, những dòng đời 3 số, 4 số, quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết, hoặc kết bạn theo số điện thoại trên Zalo đã nói trên. Và đây là 4 chiếc bass được đánh giá hình thức còn nguyên zin và đẹp xuất sắc. Những chiếc bass bị tình trạng thì trong cách đây vài ngày, bên Tây Audio đã bán cho một bác khách ở Nghệ An, bác đã sở hữu 3 chiếc loa bass tình trạng. Số những chiếc loa bass còn lại là những chiếc loa bass đẹp, trong khi vận chuyển về được còn vuông thành sắc cạnh tròn chính. Hôm nay bác Hiệp đã sở hữu 4 cái. Đây là những đời tem đen từ 22K100. Trước khi test để gửi cho bác thì Audio cũng quay lại để bác được biết về những sản phẩm bác đã lựa chọn. Số tiền bác đã chuyển đầy đủ cho Tây Audio, Tây Audio đã nhận đủ tiền. Vâng, thường những đời tem đen này là hay được lắp ráp cho những cặp loa đời X. Những cặp loa nào model đời X bass 40 thì hoàn toàn là được lắp những chiếc đời tem đen này, vì vậy nên nó được đánh giá cao cấp hơn. Đây là toàn cảnh 4 cái mà Tây Audio hôm nay sẽ test lại trước khi để gửi cho bác. Với model là 2226HBL 8 ohm. Vâng, và bây giờ thì Audio đã cũng đã chuẩn bị một sợi dây đây để test lại cho bác. Để ngửa lên để bác nghe cho nó. Vâng. Tôi xin vào. Thì đầu dây nó lỏng quý vị và các bạn là. Vâng. Phải thằng bạn nghèo. Đây là test chiếc đầu tiên. Những chiếc loa bass này test ở bên ngoài khi nó chưa có thùng, chúng ta nghe thấy nó rất là dở, nó không hay. Tiếng nó không có tiếng bass, nó cứ lạch bạch giống như tiếng con vịt được kêu khẳng khẹt, nhưng mà khi vào thùng thì nó đưa ra một chất âm rất hay. Vâng, một chiếc đã hoạt động bình thường và bây giờ em test lại chiếc thứ hai. Nó có một chiếc dây một. Tôi tin vào cuộc gian nan, chân mạt xa chẳng rượu ngon không gái tơ làm tình. Bảy thằng bạn nghèo chung điêu thuốc, đôi môi ra cười đời thì tóc trắng xanh. Để mở to tí nữa để bác nghe cho nó được có chi tiết hơn.
tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngã khi chưa biết yêu một lần, để lại hận thù tôi tiếp nuôi khi quật. Rồi, để thử sang cái thứ ba. Bên ngoài phía tóc cái thứ ba đã được hoạt động bình thường. Bây giờ thì audio sẽ test sang cái thứ tư để anh được nghe hết một lượt trước khi lên đường. Ở video này thì audio cũng đã test để kiểm tra 4 chiếc loa bát đời cao cấp với model là 2226HBL từ 22Côn 100 trước khi gửi tới cho anh Hiệp. Về mọi nhu cầu để sở hữu, quý vị và các bạn xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975600005 để được tư vấn chi tiết hơn. Và bây giờ thì audio xin được dừng clip tại đây. Cuối clip, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi kênh của Tị Audio.